7 lợi ích tuyệt vời của khoai tây. Khoai tây là một loại thực phẩm phổ biến rất là nhiều nơi trên thế giới. Loại thực phẩm này có tác dụng tốt cho sức khỏe. Thứ nhất là nó sẽ giảm viêm. Thứ hai là thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ cao của khoai tây giúp tiêu hóa mượt mà hơn. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột. Khoai tây cũng có thể giúp bạn phục hồi nhanh chóng từ bệnh tiêu chảy. Thúc đẩy giấc ngủ ngon. Trong khoai tây có chứa kali. Đây là một cái chất hoạt động như một chất làm giãn cơ, giúp đảm bảo thêm cho giấc ngủ của bạn và cho bạn cảm giác thư giãn nhiều hơn. Giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Một số nghiên cứu cho thấy thì nước ép khoai tây giúp giảm bớt các triệu chứng hội chứng tiền kinh nguyệt. Hàm lượng carbohydrate cao trong khoai tây sẽ giúp nâng cao mức độ tryptophan, thúc đẩy việc sản xuất serotonin trong cơ thể. Và sự gia tăng hiện diện của serotonin giúp cải thiện tâm trạng và giảm lo lắng. Rất tốt cho xương. Trong khoai tây giàu canxi và phosphor, ăn khoai tây sẽ giúp xương chắc khỏe. Sự hiện diện của sắt, canxi, magie, phosphor và kẽm trong khoai tây cũng góp phần vào việc xây dựng và duy trì cấu trúc cũng như là sức mạnh của xương. Rất lợi cho làn da. Khả năng của khoai tây trong việc thúc đẩy sản xuất collagen cũng mang lại lợi ích cho da. Một miếng đắp mặt nạ đơn giản bằng khoai tây sẽ giúp trị mụn trứng cá và các vấn đề về da như là đốm đen, trầy xước. Cải thiện sức khỏe của não. Các axit alpha lipoic, một loại enzyme trong khoai tây, có thể giúp tăng cường sức khỏe nhận thức tổng thể. Các chuyên gia đã gắn kết axit này với những tác dụng có lợi cho bệnh nhân Alzheimer. Một số vitamin và khoáng chất có trong khoai tây tác động tích cực đến chức năng của não. Vitamin B6 đặc biệt quan trọng để duy trì sức khỏe thần kinh. Rất là nhiều công dụng tuyệt vời từ khoai tây mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Đó là 7 cái lợi ích của khoai tây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ về lợi ích của khoai tây. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.